Mẹ anh ấy anh bảo là chuyển sang sang kia thì nó bảo là nó không kéo được dây. Mà thế nó bảo là hạ tầng kém. Thế anh ra đây anh với anh ra đây anh quay tầm trường đây này. Thì hạ tầng ở đây nó cũng có xịn đâu. Mẹ đúng bịp rồi. Nó kéo dây kéo linh tinh tinh mà. Ừ nó vắt linh tinh tinh thế này bão một phát đất mẹ ạ. Đi về thế đấy bảo kéo là đến đây một tí thôi. Có gì công hết bao nhiêu em gửi. Thế sang nay ở thế lười, mẹ lười bảo là bây giờ mà đất dây thì anh mà đi support thì chú làm sao được, thì chịu chết. Thế bây giờ thế là cứ nói họ mồm mồm làm nhám, mồm làm nhà làm nhám, bảo là không biết là chú ở đây được mấy ngày, ý đã đều chưa. Nó bảo em ở đây mấy ngày thì bây giờ anh có lắp mạng cho em thì em ở cả năm cũng được. Bây giờ anh không lắp mạng cho em thì anh cứ nói kiểu đấy thì thằng này lại mấy lại ông phải qua điện tổng đài ở không. trên này nó không được hỏi nhiều đến cái mạng này đây. À, vừa anh vào trong đây anh hỏi nhà nào không không có ai có mạng. Với cả có thì mấy ông cũng không có nhu cầu kiểu đăng tải cần nó Ừ. mạng ấy chứ mình, nó chỉ cần Không ai có mạng luôn. Cày thế. nó chỉ cần một tí gọi Ôi, là nói kinh lắm. Ở đây không có cột điện nào kiểu đấy cả. Mẹ mày ở dưới này quên. Thế mình ra đây mình quay không có cột điện nào vẫn kéo bình thường thôi. Kéo đây mất cây nữa hiểu chưa? Lười. Mẹ chốc anh có điện tổng đài xem như nào. sao lại ấy rồi Sợ hả? sao lại đang được một kênh rồi Chưa đăng kênh nào đâu. chưa đăng kênh nào Đăng ngày hôm qua thôi. hôm nay ấy. Ừ. Hôm nay sáng giờ chỉ quay thôi à Chỉ quay thôi. Quay không biết được bao nhiêu video rồi. đủ Với cả sáng nay mất mạng nên là anh cũng không quay. À đi sửa mạng ấy. Xong rồi bố ấy khôn lắm nhá. Bố ấy bảo là cái wifi cũ anh đang dùng. Đang dùng ngon. Thế bố bảo là bố đổi qua cái dây wifi 2, 2, 2 gì nhỉ? 2 dâu. Trước kia là 4 dâu. Bố đổi mẹ qua 2 dâu. Thế anh hay anh nói đi nói lại bảo anh đổi lại wifi cũ cho em. Chứ em không lấy cái wifi 2 dâu gì đâu. Thế là ông ấy bảo là